Xin chào các anh em. Nay mình có đây một chiếc Nissan Navara máy 2.3 twin turbo nha các bạn. Cái này thực sự là twin turbo luôn. Vì nó có hai cái turbo đây. Một cái ở đây. Với một cái ở đây. Chứ không phải là twin scroll nha. Cái twin scroll trên BMW chỉ là turbo hai cuộn, còn cái này là hai cái turbo. Đó. Thì xe này mình sẽ làm một cái gói nâng cấp công suất nhẹ, nâng cấp chỉnh phần mềm của ECU lại ha. Thì bây giờ trước khi làm mình sẽ chạy dyno để đo thông số zin của xe, và sau khi mình chỉnh phần mềm ECU xong mình sẽ dyno để đo lại. Rồi bây giờ mình vào việc thôi. Rồi sau khi chỉnh phần mềm trên ECU xong thì mình sẽ chạy dyno test lại ha. Thì đây là cái kết quả zin ta đo đã bấm được 144 mã, và sau khi tune lên được 178 thì tăng khoảng 34 mã, và vào sớm hơn công suất cực đại, vào sớm hơn đến 600 vòng ha. Moment sáng thì từ 265 đo tại bánh lên 385 thì tăng 120 Nm ha. Và cũng vào sớm hơn 500 vòng phút. Đảm bảo xe tăng tốc rất là ấn tượng nha các bạn. Thì đây là cấu hình xe zin và chưa có làm bô cũng như là intake kit hay gì hết, cho nên là kết quả còn có thể tốt hơn nữa, tiềm năng rất là cao nha. Rồi xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của mình.